Thời tiết thì khắc nghiệt, công việc thì vất vả và thêm vào đó là sự chán nản vì không hiểu tiếng Nhật. Mình thực sự rất là thất vọng với bản thân mình. Và chính cái lúc đó thì mình cũng nhận ra được sự quan trọng của tiếng Nhật. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhung, hiện tại mình đang là thực tập sinh, sinh sống và làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản. Tính đến nay mình đến Nhật thì cũng được 1.5 năm rồi. Thời gian đầu đến Nhật đối với mình cũng như rất nhiều các bạn thực tập sinh khác thì có lẽ đó là khoảng thời gian mà khó khăn vất vả nhất. Đầu tiên khi mà giao tiếp với người Nhật ấy, với lượng kiến thức cơ bản N5 lúc đó của mình thì nó như là một cú sốc về ngôn ngữ đối với mình vậy. Trong khi mà làm việc ấy thì mình chỉ biết nhìn và bắt chước theo người Nhật thôi, chứ thực sự là mình không hiểu họ đang nói gì cả. Công việc của mình là làm nông nghiệp, thời gian dài là mình phải làm việc ở ngoài trời và cho đến mùa đông khi mà cực lạnh nữa. Không làm việc ở ngoài trời nữa thì mình mới được chuyển vào trong xưởng làm. Và mình ấy, thì mình cũng không nghĩ rằng là tiếng Nhật sẽ có thể làm thay đổi được cuộc đời của mình hay rồi tương lai thì mình có sử dụng được tiếng Nhật hay không. Nhưng mà mình chỉ đơn giản nghĩ rằng là trong khi còn đang ở Nhật thì việc mà hiểu được tiếng Nhật thì nó sẽ giúp mình được ít nhiều giảm được những cái khó khăn trong giao tiếp hàng ngày. Thời tiết thì khắc nghiệt, công việc thì vất vả và thêm vào đó là sự chán nản vì không hiểu tiếng Nhật. Mình thực sự rất là thất vọng với bản thân mình. Và chính cái lúc đó thì mình cũng nhận ra được sự quan trọng của tiếng Nhật. Và mình trở nên là càng quyết tâm hơn trong việc học của mình. Và mình đã chọn Dũng Mori là người bạn đồng hành trong một chặng đường học tiếng Nhật của mình. Và đợt tháng 12 năm ngoái thì mình đã thi N4 và mình đã đạt kết quả với số điểm là 150/180. Và đợt tháng 7 vừa qua thì mình đã đăng ký N3 và mình đã thi và đạt kết quả là 162/180 và mình đã mang tên phần Mojigoi và Chokai. Mình đã từng 3 lần thi đỗ JLPT điểm cao liên tiếp nhờ vào việc học tiếng Nhật online. Tháng 12 năm 2021 mình đã được 149/180 điểm N2. À, nói về quá trình học tập của mình ấy, thì thực ra mình không phải là một người có năng khiếu về ngoại ngữ hay là người mà có thể học 1-2 lần có thể nhớ được ngay. Vì vậy nên là mình cũng mất khá nhiều thời gian cho việc học. Vì là làm nông nghiệp nên là buổi tối thì mình có thời gian cho việc học. Và mỗi buổi tối thì mình phân bố thời gian theo như lộ trình mà thầy cô đã đặt ra trong app. Và một buổi tối thì mình sẽ học xen kẽ giữa các phần với nhau, chứ mình không học riêng biệt từng phần để tránh nhàm chán cho việc học mà. Mình thích nhất phần chữ Hán của thầy Dũng. Bởi vì thầy dạy những cái cách nhớ ấy, khiến cho mình nhớ chữ Hán nó rất là lâu. Và sau khi mà đồng hành cùng thầy sau một thời gian thì khi mà ra đường mình cũng cảm giác là tự tin hơn một chút. Bởi vì là khi mà nhìn được những cái biển hiệu với những chữ Hán đơn giản hay những chữ Hán mà mình đã được học ấy, thì mình đã bắt đầu đọc được và hiểu được ý nghĩa của nó ấy. Mình không biết là có ai giống mình không, nhưng mà mỗi lần mà như vậy là mình cảm thấy rất là vui. Đối với mình thì việc lựa chọn Dũng Mori đồng hành cùng mình trong chặng đường học tiếng Nhật thì là một sự lựa chọn đúng đắn. Và qua đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô và chúc cho các thầy cô cùng đội ngũ Dũng Mori luôn luôn dồi dào sức khỏe và chúc thầy cô sẽ luôn có những bài giảng hay, hữu ích hướng đến cộng đồng học tiếng Nhật. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình.